Em Thắng chào cô chú. Bây Chào giờ bên em chào Thắng chào đang bạn. chuẩn bị ra cây cho khách. Này là mít tố nữ vị sầu riêng, cây ghép chui và mít tố nữ xưa. Quay gần lại đi camera. Đây là mít tố nữ xưa ha, cây bông lên cao rồi. Và mít tố nữ vị sầu riêng, lá hơi khác ha. Này là giao về xã Thiện Trí Cái Bè, Tiền Giang. Bây giờ là ra xe cô chú, đi ra xe cho bên em chất cây lên. Chừng rớt phía trước không sao đâu, giờ ra lên 7 chỗ cho anh chị về cái bè, cũng có tặng anh chị hai cây vú sữa Mika ha, trồng ăn kỷ niệm. Với lại anh chị có mua một bông thái nữa, và anh chị nói trồng ăn chơi em ơi. Từ từ đợi xíu lên cây cái rồi vô. Dạ đây em đang về mít tố nữ bị sầu riêng nữa bà con, cái ghép chui số lượng em rất là nhiều nên cô chú đặt hàng thoải mái. Đúng rồi, bật ghế được thì sẵn đây cũng cảm ơn người anh ở Sài Gòn có coi kênh YouTube của em rồi điện về cho anh chị ở quê ủng hộ ha. Dạ cảm ơn anh rất nhiều, cũng như là cảm ơn anh chị tới trực tiếp nhà lấy cây. Xem qua YouTube mà quá tin tưởng luôn, nhờ anh chị tại tới đây để mua cây. Cái điều đó là cái điều may mắn trong làm ăn đó bà con. Chứ thật sự rất là nhiều cô chú xem YouTube, TikTok của em hoặc là các trang mạng xã hội khác thì nhiều khi mình cũng chưa có đủ niềm tin nữa. Cũng không anh mà hôm nay là tới tận nhà luôn. Này là anh ruột hay Anh là đó, anh ruột của người anh xem kênh Thắng nè, tới mua. Cũng cảm ơn bà con rất là nhiều. Cô chú cháu mua cây thì liên hệ em hai số điện thoại trên màn hình ha, hoặc là chạy trực tiếp tới nhà em. Nhờ mấy bác tài á thể bấm định vị là chạy tới thấy cái bảng cây giống Tâm Phúc mà có số 18 cộng á là tới ha. Ở đây lại đây coi dễ. có số 18 cộng là tới nè. Còn không thì cứ hỏi đường em sẽ hỗ trợ chạy tới cầu Chợ Lách mới là tới. Cảm ơn cô chú rất nhiều.